Nhà tôi với nhà anh đã có hận thù từ trước, chưa kể hiềm khích cá nhân trên vụ tranh chấp đất đai vừa rồi nữa. Anh nghĩ gì mà tôi lại đồng ý thông gia với nhà anh hả? Bà nói sai rồi. Nếu con gái bà là đứa có suy nghĩ thì liệu có dụ dỗ được không? Nhìn lại nhà mình đi, rồi hãy nhòm sang nhà khác. Mẹ không đồng ý. Từ nay không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng, mong mẹ ủng hộ cuộc hôn nhân này ạ. Bác ơi, cháu biết là cháu còn nhiều thiếu sót. Cháu mong bác hãy cho cháu một cơ hội. Cháu và anh Tùng cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thôi được, cháu cứ về nói chuyện với mẹ cháu. Nếu như bà ấy ủng hộ hai đứa, bác sẽ đồng ý. Vâng ạ. Vâng ạ. Điên à? Tôi không đồng ý. Anh nghĩ sao hả? Nhà tôi với nhà anh đã có hận thù từ trước, chưa kể hiềm khích cá nhân trên vụ tranh chấp đất đai vừa rồi nữa. Anh nghĩ gì mà tôi lại đồng ý thông gia với nhà anh hả? Không bao giờ có cái chuyện đấy, rõ chưa? Mặt trời mọc đằng tây à? Mẹ ơi, đấy là chuyện cũ đã qua rồi. Tại sao hận thù của thế hệ trước mẹ lại đổ lên đầu chúng con? Thật là vô lý ạ. Còn thôi đi. Cô ơi, cháu không biết là trước đây gia đình nhà cháu đã làm gì không phải là gia đình nhà cô. Nhưng bây giờ cháu xin phép thay mặt gia đình xin lỗi cô. Mong cô rộng lượng ạ. Không. Là không. Mẹ. Chuyện cũ, nhưng mà thù vẫn còn đó. Mẹ nói cho con biết nhá, ngày nào mẹ còn sống ở cái nhà này thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ đã chuẩn bị cho con một mối khác rồi. Lần sau gặp mặt. Còn cậu kia, tôi cấm cửa cậu từ nay khỏi bước chân vào cái nhà này. Đi về đi. Bây giờ phải làm sao hả anh? Bây giờ chỉ còn mỗi cách đấy thôi. Rõ là loại mặt dày, còn dám vác mặt sang đây được. Không phải con bà ấy, quỳ mọp xuống xin phép cấm. Tôi cũng chả thừa hơi. Nào, muốn nói gì thì nói đi. Dạ, thưa hai mẹ, hôm nay chúng con mời mẹ ra đây vì chúng con có chuyện muốn nói ạ. Dạ thưa hai mẹ, chuyện là Huệ có thai rồi. Có thai? Có thai á? Đâu? Lông mày nó có dựng không nhỉ? À, cậu nói thật hay nói đùa đấy? Dạ, cháu nói thật ạ. Cháu xin cô, con xin mẹ đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Cấm bộ! Hóa ra đây chính là cách trả thù của các người. Cậu mở mồm cậu nói là cậu yêu con gái tôi, thế mà cậu dám dụ dỗ để nó có thai, cho mẹ con tôi ê chề như thế này à? Bà nói sai rồi. Nếu con gái bà là đứa có suy nghĩ thì liệu có dụ dỗ được không? Nhìn lại nhà mình đi, rồi hãy nhòm sang nhà khác. Kìa mẹ. Cô ơi, chuyện không phải như thế đâu ạ. Cháu hoàn toàn không có ý đấy. Cậu câm mồm đi. Tôi nói cho cậu biết nhé, con gái tôi nó không phải công cụ để nhà các người trả thù. Tôi nói cho các người biết, rồi sẽ bị quả báo. Ê kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Mẹ im mồm! Đúng. Tôi cũng đang chống mắt lên nhìn xem hai mẹ con bà có thoát được không? Thôi đi ạ. Từ giờ chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự quyết định, không cần ai nữa. Rồi. Chỉ vì một đứa con gái, mày dám trái ý mẹ. Sao? Cậu nghĩ cuộc đời của con gái tôi mà cậu lại được quyết định á? Đứng vào hồng! Đi về! Mà có đứng đấy ạ? Đi! Ngu! Đẹp mặt!
Vâng ạ. Đưa anh cầm cho. Anh ơi, em thấy không khỏe. Đến bệnh viện trước nhé. Con gái. Đi về. Mẹ. Cô ơi, cháu xin. Bỏ thế ra. Cô đừng làm bỏ thế ra. Việc của cậu đấy à? Con tôi lo. Cháu xin cô cũng nghe rồi. Bỏ ra. Tôi chết rồi. Huệ. Con ơi. Em sao thế này Huệ? Con ơi. Con ơi. Huệ ơi Huệ. Sao thế này? Huệ ơi. Bỏ ra. Con ơi. Huệ ơi. Con. Huệ. Huệ ơi. Cô Huệ sao rồi? Hả? Cô Huệ đã làm sao? Tình hình thế nào rồi? Con ơi, cái thai thế nào rồi hả con? Các bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu chữa. Còn phải đợi kết quả mới biết được. Con thực sự không hiểu tại sao hai người lại phải làm như thế. Hận thù nối tiếp hận thù. Rồi bây giờ đổ hết lên đầu chúng con. Con với Huệ yêu nhau thì có gì sai ạ? Và đặc biệt là cái kia, con của con nó có tội tình gì cơ chứ? Bây giờ thì sao? Con gái mẹ đang nằm trong kia, và nhất là cháu nội mẹ, con của con nó còn chưa thành hình mẹ ạ. Con biết lỗi cũng là do chúng con khi cố tình mang đứa bé đến với thế giới này trong hoàn cảnh, trong sự phản đối, bởi vì chúng con hy vọng có thể mang yêu thương xóa bỏ hận thù. Chúng con nghĩ rằng dù sao nó cũng là cháu ngoại, cháu nội mẹ. Thế nhưng rồi sao? Hai mẹ vẫn đặt hòn than hận thù lên trên cả tình thương máu mủ. Đau khổ, lạc lối. Như vậy có đáng không hả hai mẹ? Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ. Vì mẹ mà các con mới khổ thế này. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã đặt hận thù lên trên hạnh phúc của hai đứa, cũng như mẹ của con. Chúng ta chỉ muốn các con mình được hạnh phúc. Nhưng mà ngọn lửa hận thù nó đã làm cho mẹ mù quáng. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Ôi, bác sĩ. Tình hình như là bác sĩ. Bệnh nhân Huệ tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Cả hai mẹ con đều không sao. Thế nhưng mà gia đình phải chú ý nhé, tránh làm cho bệnh nhân kích động, ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Ôi bà ơi, hay quá bà. Phúc đức quá. Nhà mình vẫn còn phúc bà. Anh nấu cơm cho em đi nhá. Em còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm. Anh đi làm cả ngày rồi, mệt lắm. Anh cũng đi làm kiếm tiền, em cũng đi làm kiếm tiền. Thế tại sao việc nhà là cứ phải em làm? Em là phụ nữ, em làm là đúng rồi. Này, ở đâu có cái quy định là phụ nữ là phải làm hết việc nhà thế nhở? Em lấy chồng về là để có người san sẻ đỡ đần việc nhà, chứ không phải lấy chồng về để hầu đâu. Dằm ba cái việc nhà. Thôi, em thổi cơm đi. Tí anh rửa bát. Ok. Này.
Này, cô vẽ thêm việc cho tôi làm đấy ạ. Có mỗi mấy cái bát tối qua chưa kịp rửa, anh rửa nốt đi nhá. Tôi nghe đây. Ok, tôi qua luôn. Đợi nhá. Chút nước cho đỡ khát nhé. Ông có mệt không? Bà yên tâm, tôi còn khỏe lắm. Tôi còn đủ sức đưa bà đi khắp mọi nơi. Để anh lấy xe đưa em về.